Sáng ngày 16 tháng 8, nhạc sĩ Tô Hiếu, người thân thiết cận kề ca sĩ khiếm thị Phương Quế Như, những ngày cuối đời, đã xác nhận với Tuổi Trẻ Online, ca sĩ Phương Quế Như, cô út của Phương Mỹ Chi, qua đời lúc 1 giờ 15 phút cùng ngày. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, sau khi anh trai cô qua đời 4 ngày vì Covid-19, Phương Quế Như được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Thu Dung số 1. Tuy nhiên, do bệnh tình Phương Quế Như trở nặng, cô được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Dù được các bác sĩ tận tâm cứu chữa, Phương Quế Như vẫn không qua khỏi. Cô qua đời lúc 1 giờ 15 phút ngày 16 tháng 8. Nhạc sĩ Tô Hiếu xúc động nói, Phương Quế Như từng tâm sự rất tâm đắc với ca khúc Tàn Phế mà Hiếu viết tặng. Vì hoàn cảnh, bệnh tình nên Phương Quế Như không có mơ ước nổi tiếng mà chỉ mong sớm hết dịch để được đi hát vì nhớ sân khấu và muốn dạy nghề cho các em. Ca sĩ Phương Quế Như sinh năm 1974, hát dòng nhạc dân ca trữ tình. Cô được biết đến là một ca sĩ khiếm thị giàu nghị lực, người đã phát hiện năng khiếu và dạy Phương Mỹ Chi hát. Tàn Phế, Nỗi Niềm Xa Anh là hai trong số các ca khúc do nhạc sĩ Tô Hiếu sáng tác, Phương Quế Như thể hiện gần đây, được khán giả yêu thích.